Cô Tammy Lovell đến giờ phút này vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ con gái. Con gái của cô, bé Nicole Lovell, đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi 13 vào năm 2016 sau khi bị giết hại dã man. Được biết, cô bé có một vết sẹo dài trên cổ, kết quả do bị bạn trai cùng với bạn của y tấn công. Nó sẽ cảm thấy xấu hổ khi đến trường kể với mọi người rằng bị bạn trai hành hung. Ngoài vết sẹo sơ ở cổ, cô bé còn bị đâm 15 nhát vào bụng. Theo lời cảnh sát, hồi tháng 1 năm 2016, Nicole cùng bạn trai là David Eisenhower hẹn hò vào buổi tối muộn. Sau đó, tên David đã gọi điện cho bạn của y là nữ sinh Natalie Kippers cùng thực hiện hành vi giết người và vứt xác của Nicole bên vệ đường. Tháng trước, David đã bị tuyên án ngồi tù 15 năm. Tôi xin lỗi về những gì xảy ra với Nicole Lovell và gia đình nhà Lovell. Không một điều gì có thể tha thứ cho hành vi đó, và tôi vô cùng xin lỗi. Tôi hy vọng rằng cậu ta sẽ không bao giờ thoát được khỏi tù và sẽ phải ngồi trong đấy mãi mãi. Tôi hy vọng có ai đó sẽ đối xử với cậu ta y như cái cách mà cậu ta đã làm với con tôi. Đồng phạm Natalie Kippers cũng đã bị tuyên án giết người cấp độ 1 và hiện phải chịu chung số phận với David.